Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong chuyện hôn nhân, ai ai cũng mong muốn có được hạnh phúc trọn vẹn. Những cặp quan giáp hợp tuổi lấy nhau thì được lộc trời cho, giàu có, hạnh phúc. Bên cạnh đó, có không ít những cặp đôi, hễ cứ lấy nhau là một đời khổ cực, nghèo sâu, nghèo sát, thậm chí còn dẫn đến tình trạng ly tán, âm dương cách biệt. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cặp quan giáp như vậy. Trong phong thủy gọi là thiên khắc, địa xung, lỡ lấy nhau thì một đời bạc mệnh, tình cảm sứt mẻ, vợ chồng ly tán, âm dương cách biệt. Ngoài lấy nhau thì những cặp quan giáp này khi kết hợp với nhau cũng không được lâu bền, sinh ra nhiều xung sát thị phi, tán ra bại sản. Nếu đẻ con vào những tuổi này cũng hại bố, hại mẹ, gia đình ly tán. Vậy đó là những con giáp nào và cách hóa giải ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta khi sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người lấy nhau thì được phúc, có kẻ hễ cứ gần nhau là gặp họa sát thân. Cũng bởi trong năm tháng, ngày giờ sinh của mỗi người đều ẩn tàng thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành. Khi những thông tin này kết hợp với nhau, được tương sinh tương hợp là tốt. Nhưng nếu lỡ phạm vào xung khắc thì một đời bạc mệnh, cụ thể như sau. Trong năm sinh của mỗi người đều chứa thiên can và địa chi. Thiên can gồm có 10 thiên can, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Địa chi gồm có 12 địa chi, tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Những cặp đôi thiên khắc địa xung là những người có thiên can tương khắc và địa chi tương xung. Thiên can tương khắc gồm các cặp giáp khắc mậu, ất khắc kỷ, bính khắc canh, đinh khắc tân, mậu khắc nhâm, kỷ khắc quý, canh khắc giáp, tân khắc ất, nhâm khắc bính, quý khắc đinh. Các cặp địa chi tương xung bao gồm các cặp sau: tí xung ngọ, sửu xung mùi, dần xung thân, tỵ xung hợi, thìn xung tuất, mão xung dậu. Kết hợp giữa thiên can và địa chi, ta có các cặp con giáp thiên khắc địa xung như sau. Quý vị hãy cùng theo dõi xem mình có bị rơi vào những cặp thiên khắc địa xung này hay không. Cặp đầu tiên, giáp khắc mậu, ta có những tuổi sau: giáp ngọ 1954 khắc mậu tí 1948, giáp tí 1984 khắc mậu ngọ 1978, giáp dần 1974 khắc mậu thân 1968, giáp thân 1944 khắc mậu dần 1998, giáp thân 2004 khắc mậu dần 1998, giáp thìn 1964 khắc mậu tuất 1958, giáp tuất 1994 khắc mậu thìn 1988. Đó là những cặp đôi thiên khắc địa xung đầu tiên. Cặp thứ hai, ất khắc kỷ, ta có những cặp đôi sau: ất sửu 1985 khắc kỷ mùi 1979, ất mùi 1955 khắc kỷ mùi 1949, ất mùi 2015 khắc kỷ mùi 2009, ất mão 1975 khắc kỷ dậu 1969, ất dậu 1945 khắc kỷ mão 1999, ất dậu 2005 khắc kỷ mão 1999, ất tỵ 1965 khắc kỷ hợi 1959, ất hợi 1995 khắc kỷ tỵ 1989. Đó là những cặp thứ hai. Cặp ất kỷ, những người tuổi này kiêng kỵ lấy nhau, kết hợp làm ăn với nhau hoặc sinh con vào những cặp gia đình này thì ly tán. Cặp thứ ba là cặp bính khắc canh, bao gồm những cặp sau: bính tí 1996 khắc canh ngọ 1990, bính ngọ 1966 khắc canh tí 1960, bính dần 1986 khắc canh thân 1980, bính thân 1956 khắc canh dần 1950, bính thìn 1976 khắc canh tuất 1970, bính tuất 1946 khắc canh thìn 1940, bính tuất 2006 khắc canh thìn 2000. Đó là những cặp thiên khắc địa xung thứ ba. Những cặp này cũng tuyệt đối không nên kết hôn với nhau, cũng không nên sinh con hay hợp tác làm ăn với những cặp tuổi trên. Cặp thứ tư, đinh khắc tân, ta có những cặp con giáp sau: đinh sửu 1997 khắc tân mùi 1991, đinh mùi 1967 khắc tân sửu 1961, đinh mùi 1967 khắc tân sửu 2021, đinh mão 1987 khắc tân dậu 1981, đinh dậu 1957 khắc tân mão 1951, đinh dậu 2017 khắc tân mão 2011, đinh tỵ 1977 khắc tân hợi 1971, đinh hợi 1947 khắc tân tỵ 1941, đinh hợi 2007 khắc tân tỵ 2001. Đó là những cặp con giáp thiên khắc địa xung thứ tư. Cặp thứ năm, mậu khắc nhâm, bao gồm những cặp con giáp sau:
Mậu Tý 1948 khắc Nhâm Ngọ 1942, Mậu Tý 2008 khắc Nhâm Ngọ 2002, Mậu Ngọ 1978 khắc Nhâm Tý 1972, Mậu Dần 1998 khắc Nhâm Thân 1992, Mậu Thân 1968 khắc Nhâm Dần 1962, Mậu Tuất 1958 khắc Nhâm Thìn 1952, Mậu Thìn 1988 khắc Nhâm Tuất 1982. Đó là cặp thiên khắc địa xung thứ 5. Cặp thứ 6, Kỷ khắc Quý bao gồm các cặp công sát sau: Kỷ Sửu 1949 khắc Quý Mùi 1943, Kỷ Sửu 2009 khắc Quý Mùi 2003, Kỷ Mùi 1979 khắc Quý Sửu 1973, Kỷ Mão 1999 khắc Quý Dậu 1993, Kỷ Dậu 1969 khắc Quý Mão 1963, Kỷ Tỵ 1989 khắc Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959 khắc Quý Tỵ 1953. Đó là những cặp thiên khắc địa xung thứ 6. Cặp thứ 7, Canh khắc Giáp bao gồm những cặp sau: Canh Tý 1960 khắc Giáp Ngọ 1954, Canh Ngọ 1990 khắc Giáp Tý 1984, Canh Dần 1950 khắc Giáp Thân 1944, Canh Thân 1980 khắc Giáp Dần 1974, Canh Dần 2010 khắc Giáp Thân 2004, Canh Thìn 2000 khắc Giáp Tuất 1994, Canh Tuất 1970 khắc Giáp Thìn 1964. Đó là những cặp thiên khắc địa xung thứ 7. Cặp thứ 8, Tân khắc Ất. Chúng ta có những cặp còn giáp sau: Tân Sửu 1961 khắc Ất Mùi 1955, Tân Mùi 1991 khắc Ất Sửu 1985, Tân Mão 1951 khắc Ất Dậu 1945, Tân Mão 2011 khắc Ất Dậu 2005, Tân Tỵ 2001 khắc Ất Hợi 1995, Tân Hợi 1971 khắc Ất Tỵ 1965. Đó là những cặp con giáp thiên khắc địa xung thứ 8. Cặp thứ 9, Nhâm khắc Bính bao gồm những cặp con giáp sau: Nhâm Tý 1972 khắc Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 1942 khắc Bính Tý 1996, Nhâm Ngọ 2002 khắc Bính Tý 1996, Nhâm Dần 1962 khắc Bính Thân 1956, Nhâm Thân 1992 khắc Bính Dần 1968, Nhâm Tuất 1982 khắc Bính Thìn 1976, Nhâm Thìn 1952 khắc Bính Tuất 1946, Nhâm Thìn 2012 khắc Bính Tuất 2006. Đó là cặp thiên khắc địa xung thứ 9. Cặp thứ 10, Quý khắc Đinh bao gồm những cặp con giáp sau: Quý Sửu 1973 khắc Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943 khắc Đinh Sửu 1997, Quý Mùi 2003 khắc Đinh Sửu 1997, Quý Mão 1963 khắc Đinh Dậu 1957, Quý Dậu 1993 khắc Đinh Mão 1987, Quý Tỵ 1953 khắc Đinh Hợi 1947, Quý Tỵ 2013 khắc Đinh Hợi 2007, Quý Hợi 1983 khắc Đinh Tỵ 1977. Đó là 10 cặp con giáp thiên khắc địa xung khi lấy nhau hoặc kết hợp làm ăn gặp trắc trở, khó khăn. Vậy làm thế nào để hóa giải xung khắc cho những con giáp này? Quý vị thân mến, trong huyền học có các bậc cao nhân có nói: bệnh quỷ thì sẽ có thuốc tiên, vậy nên mọi người xung khắc thì cũng đều dựa vào âm dương ngũ hành để hóa giải. Thiên can địa chi thì tham sinh kỵ khắc, ngũ hành thì tham hợp quên xung. Vậy nên để hóa giải những cặp đôi xung khắc này thì chúng ta dựa vào quy luật âm dương ngũ hành để hóa giải. Ví dụ 1, cặp giáp Tý 1984 khắc Mậu Ngọ, ta có thể chọn sinh con hoặc kết hợp với những người có thiên can kỷ hoặc địa chi sửu mùi. Giáp kỷ hợp hóa thổ sẽ không khắc mậu, tí sửu hợp sẽ không xung ngọ nữa, hoặc ngọ mùi hợp không xung tí. Vậy nên những cặp giáp Tý 1984 lấy mậu ngọ 1978 thì có thể sinh con tuổi kỷ sửu 2009 để hóa giải. Giáp hợp với kỷ sẽ không khắc mậu, tí hợp với sửu sẽ không xung ngọ, hoặc trong việc làm ăn nên chọn người sinh năm 1979 kỷ mùi, giáp hợp kỷ sẽ không khắc mậu, ngọ hợp mùi không khắc tí nữa. Ví dụ 2, Ất Mão 1975 với kỷ Dậu 1969 là thiên khắc địa xung. Trường hợp này ta sẽ sử dụng bộ thiên can hợp hóa, Ất và Canh là tương hợp, Mão với Tuất là nhị hợp, Thìn với Dậu là nhị hợp. Trong trường hợp này, cặp vợ chồng Ất Mão với kỷ Dậu có thể chọn sinh con năm 2000 là năm Canh Thìn. Ất Canh hợp sẽ không khắc kỷ, Thìn Dậu hợp sẽ không xung Mão, hoặc kết hợp làm ăn có thể chọn tuổi như vậy để hóa giải cặp thiên khắc địa xung này. Ví dụ 3, Bính Dần 1986 và Canh Thân 1980, cặp này cũng là cặp thiên khắc địa xung. Để hóa giải, sử dụng bộ thiên can hợp hóa: Bính hợp Tân sẽ không khắc Canh, Thân hợp Tỵ sẽ không xung Dần, Hợi hợp Dần sẽ không xung Thân.
Vậy nên với những cặp này có thể nhận con nuôi, sinh hoặc đẻ con năm 2001 là năm Tân Tỵ. Chúng ta có bộ thiên can hợp hóa như sau: Giáp hợp Kỷ, Ất hợp Canh, Bính hợp Tân, Đinh hợp Nhâm, Mậu hợp Quý, bộ địa chi lục hợp, Tý hợp Sửu, Ngọ hợp Mùi, Dần hợp Hợi, Thân hợp Tỵ, Thìn hợp Dậu, Tuất hợp Mão. Khi các cặp vợ chồng lấy nhau mà bị phạm vào thiên khắc địa xung thì có hai cách để hóa giải. Cách thứ nhất, theo quan niệm của Phật giáo, xung khắc đến từ chữ duyên và nghiệp mà ra. Khi duyên tốt thì nghiệp không còn, vậy nên cần phải tu tâm dưỡng tính, tích đức, thành thiện và luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là pháp khí của nhà Phật, chuyên để hóa giải duyên và giải nghiệp. Vật phẩm được làm từ bạc S999, mặt trước là hình tượng hoa sen, là nơi tọa thiền của Đức Phật. Trên mỗi cánh sen có khắc pháp bảo của nhà Phật như vòng trong cùng khắc lục tự đại minh chú, Úm Mani bát minh hồng, vòng ngoài của bát bảo tâm kinh có khắc bát bảo là tám pháp bảo trợ duyên trừ nghiệp của nhà Phật như bảo cái, song ngư, bảo bình, liên hoa, bạch hải loa, cát tường kết, thắng phan và bánh xe pháp luân. Mặt sau có khắc chú bát nhã tâm kinh, đây là chú tịnh thân trừ nghiệp hóa duyên, giúp cho gia chủ luôn được tâm an tịnh, từ đó hóa giải nghiệp duyên và những xung khắc, nhất là với những cặp con giáp thiên khắc địa xung. Cách thứ hai, cứ sử dụng bộ thiên can và địa chi hợp hóa để hóa giải. Quý vị hãy kiểm chứng bên cạnh mình, trong thực tế có rất nhiều các cặp đôi thiên khắc địa xung nhưng họ vẫn sống hạnh phúc và giàu có. Những cặp đó chắc chắn bên cạnh họ hoặc con cái họ sẽ rơi vào những bộ hợp hóa. Quý vị biết những cặp đôi nào như vậy thì hãy comment bên dưới ô bình luận để mọi người đều biết nhé. Quý vị thân mến, trong cuộc sống khi gặp nhau đến được với nhau là duyên trời định, từ đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì lại là một nghĩa khác. Có những cặp đôi họ phải bắt buộc đến với nhau, không có lựa chọn nào khác. Có những người may mắn hơn khi xem video này sẽ tránh được những điều nói xấu trên. Đôi khi biết được những điều này mà chúng ta vẫn không thể chọn ra được bởi chữ duyên quyết định. Ví dụ cặp Giáp Tý lấy Mộc Ngọ biết rằng sinh con năm 2009 Kỷ Sửu là tốt, hay 2021 Tân Sửu, hay 2015 Ất Mùi cũng tốt. Nhưng nếu thiên thời không cho phép thì cũng không thể chọn được. Các cụ vẫn nói người tính không bằng trời tính, vậy nên vạn sự tùy duyên. Nếu đủ duyên, những điều tốt đẹp sẽ đến với quý vị. Vậy nên nếu rơi vào những cặp con giáp xung khắc này mà không sinh con hóa giải được hoặc không thể nhận con nuôi thì quý vị cũng đừng quá lo lắng nhé. Quý vị hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh để hóa giải. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những cặp con giáp thiên khắc địa xung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ không chọn nhầm những người không phù hợp ở bên mình để tránh được những điều xấu và những điều hung họa đáng tiếc có thể xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.